lắng cho nam em trong livestream mới đây. Thời gian vừa qua, nam em là cái tên chiếm sóng mạng xã hội bởi loạt ồn ào liên quan đến việc livestream và mối quan hệ với bạn trai doanh nhân. Sau khi Phước Thị Phi, nam em tiếp tục livestream tương tác với cư dân mạng. Đáng chú ý, trong buổi trò chuyện mới đây nhất, người đẹp gốc Tiền Giang bất ngờ gặp sự cố về sức khỏe khiến nhiều người lo lắng. Cụ thể, nam em than vãn chuyện đói bụng do ăn chay trên livestream, đồ ăn tới chưa trời ơi, chết đói đến nơi rồi. Mọi người ăn chay có giống em không? Bị tụt huyết áp mà ăn mặn không được mới hét. Tự nhiên ăn mặn ói, ăn chay ăn mới được mà ăn không nhiều. Nam em nói, em cũng muốn tắt livestream mà tắt là sụp nụ, nên em phải dùng một xíu năng lượng để ráng đợi đồ ăn. Chứ em tắt livestream các em xỉu, không ai đưa đi bệnh viện nên bây giờ phải ngồi trụ. Giờ không dám nhúc nhích, em mà nhúc nhích xíu là chóng mặt, kiểu ngồi cũng như bị đứng hình. Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 chia sẻ. Những chia sẻ của nam em trên livestream đã nhận được sự quan tâm lớn cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người đẹp, mong nam em giữ gìn sức khỏe, chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt. Trước đó, sau một buổi livestream gây bão mạng xã hội, nam em bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc. Sau buổi làm việc, nam em bị xử phạt vi phạm hành chính với hai hành vi gồm cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác tệ nạn xã hội, cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng mức phạt là 37,5 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.